giờ này chưa tin việc tôi làm nữa, thì đó là quý vị đã bị quỷ Satan cướp mất sự hiểu biết của thế giới tâm linh, của thế giới thiên loại ban cho quý vị. Thay vì quý vị hiểu biết và nhận lãnh những sự hiểu biết vĩ đại, nhưng ngược lại quý vị đã và đang chối bỏ, thì quý vị đã bị quỷ Satan nó bắt rồi. Là bởi vì quý vị muốn như thế, quý vị quá cứng lòng thì quý vị ráng chịu. Còn những người nào được cha trời Thượng Đế toàn năng mở huệ nhãn tâm linh để nhận diện được những gì tôi đã làm, đang làm và trình bày cho đồng bào bấy lâu nay, thì đó là những hồng ân vĩ đại mà quý vị đã được lãnh nhận bởi Thượng Đế ban cho, nhờ lòng thành khát khao mà quý vị được được hiểu biết. Thành ra quý vị mới được Thượng Đế mở huệ nhãn tâm linh cho nhận diện để nhìn thấy những phép lạ mà tôi đã trình bày, cũng như hai thẩm định quan trọng mới nhất mà tôi đã trình bày. Đó chỉ là hồng ân vĩ đại của Thượng Đế ban cho quý vị, thì quý vị mới hiểu được thôi, nhưng ngoài ra chả ai hiểu nổi đâu. Thì nay quý vị, những người đó, những người đã được Thượng Đế mở huệ nhãn tâm linh, thì quý vị biết quý vị cần làm gì. Quý vị cần đồng hành với tôi, phụ giúp tôi để chúng ta cùng nhau làm việc cứu Việt Nam chúng ta, và đồng thời phân phát hồng ân vĩ đại của Thượng Đế toàn năng đến tận tay tất cả mỗi người trên quả địa cầu được biết về hai thẩm định quan trọng mới nhất mà Thượng Đế toàn năng ban cho nhân loại, cũng như hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu có phép lạ đi chung mà tất cả nhân loại cần được có để trong nhà, để nhắc nhở, để cầu nguyện cùng Cha Trời Giêsu. Bởi vì Cha Trời Giêsu là đấng sẽ đem chúng ta về sống cùng thế giới thiên loại khi mà thế giới nhân loại chấm dứt, và thế giới nhân loại sẽ chấm dứt đúng thời hạn, không chậm trễ. Ngày đó là ngày mà Cha Trời Giêsu sẽ tỏ hiện ra từ thiên đàng xuống quả địa cầu, như lời Ngài đã phán. Ngài lặp đi lặp lại nhiều lần, và lần sau cùng Ngài ban phát cho chúng ta rõ ràng nhất là vào ngày 1 tháng 9 năm 2010, khi mà Ngài đến với tôi trong giấc ngủ thiền định, và Ngài phán bảo rõ ràng như thế, và Ngài bảo tôi thông báo cho đồng bào nhân loại được biết gấp, và kêu gọi đồng bào nhân loại hãy mau mắn cũng làm như tôi đang làm, là thông báo hai sấm lệnh này đến cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu được biết gấp. Giờ đây riêng phần người Việt Nam chúng ta còn một điều nữa là mau mắn thu xếp với nhau để đón rước tôi về Việt Nam làm việc gấp. Bởi vì dân tộc Việt Nam chúng ta còn có một trọng trách vô cùng quan trọng và vĩ đại. Đó là chúng ta cần thông báo hồng ân vĩ đại của Thượng Đế toàn năng qua hai sấm lệnh mà Ngài mới ban cho, cũng như phân phát hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu hiện ra trên mây mà tôi vừa trình bày, đến tận tay mỗi người trên quả địa cầu. Chúng ta cần nhập cuộc gấp, không được phép chậm trễ. Vừa rồi là phần tường trình và cảnh báo, cũng như thông báo, cũng như sấm lệnh của Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta, và cùng hàng triệu 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 anh hùng chiến sĩ trận vong trên khắp các
mặt trận ra lệnh tôi phán bảo như thế. Thành ra đồng bào, những ai chưa hiểu thì hãy tĩnh tâm học hỏi rồi sẽ hiểu, chứ đừng có cứng lòng mà than van hay là chửi mắng tôi hay là khinh bỉ tôi này kia là các cái vô ích. Bởi vì đối với tôi đéo có gì quan trọng hết. Thôi đâu mà chấp những người nào mà chưa hiểu rồi chửi bới này kia là cái, tôi đéo khe chuyện mắc mớ gì tôi hết. Tại vì đéo có ai làm phiền tôi được đâu. Nghe không? Lệnh của trời phán bảo như thế. Thì tôi chỉ phân phát để cho biết như vậy. À, hiện tại tôi đang xin Thượng Đế cho tôi được tỉnh khẩu một thời gian, càng lâu càng tốt, cho đến khi mà Thượng Đế mở miệng tôi làm việc, ban sấm lệnh của Thượng Đế ban cho nhân loại. Chứ phần tôi thì tôi quá mệt mỏi rồi, bởi vì sự thờ ơ vô trách nhiệm của ba đám Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều bấy lâu nay thật là khốn kiếp, khốn nạn cho dân tộc Việt Nam chúng ta bấy lâu nay. Y sư Thánh Giống Minh Vương Việt Nam kính chào tạm biệt. Vâng, tôi chính đây Minh Vương Việt Nam, và tôi đã trang trọng trao ngôi vua của tôi đến tận tay mỗi đồng bào Việt Nam chúng ta, những ai ước ao được làm việc phục vụ cho nhau, được quyền mang ngôi Minh Vương của tôi đến tận tay mà tôi đã trao cho đồng bào.